Xin chào các bạn, chúng mình là Tin Tức Mới, kênh cập nhật thông tin nóng nhất 24 giờ qua. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với bản tin ngày hôm nay. Vừa qua trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc thông báo bà xã Quỳnh Quỳnh đã hạ sinh con gái thứ hai và công khai luôn diện mạo của bé. Ở lần đi sinh thứ hai của vợ, nam diễn viên hài đã chủ động lưu giữ lại hết mọi khoảnh khắc đáng quý cho hai mẹ con. Cách đây vài giờ, trên kênh YouTube của mình, quán quân Cười Xuyên Việt tiếp tục đăng tải đoạn clip cuối cùng trong hành trình của vợ đi sinh con gái. Những ngày gần đây, Lê Dương Bảo Lâm khá bận rộn khi vừa lo công việc, vừa phải phụ vợ chăm sóc nhóc tì vừa chào đời ngày 2 tháng 9. Đây là cô công chúa thứ hai của cặp đôi và xuất hiện trong năm 2020 theo đúng như mong muốn của phụ huynh. Hiện tại, cả hai vẫn đang ở Đồng Nai để ông bà có thể hỗ trợ cùng chăm sóc cháu nhỏ. Mới đây, trên kênh YouTube, quán quân Cửa Xuyên Việt tiếp tục đăng tải đoạn clip cuối cùng trong hành trình đưa vợ đi sinh con gái. Cũng trong đoạn video, anh khoe với mọi người cận cảnh gương mặt bé Bảo Ngọc khi chào đời được 2 ngày. Đến khi bé sắp tròn 1 tháng tuổi thì khung ảnh này mới được công khai. Trước đó, vợ chồng anh cũng kiêng kỵ không để lộ cận mặt bé. Ngay từ khi khám thai, cặp đôi đã ngỡ ngàng khi thiên thần nhí rất giống ba. Và đến lúc lọt lòng thì Lê Dương Bảo Lâm cũng khoe với khán giả Bảo Ngọc như phiên bản của chính mình. Trộm vía, nhóc tì sở hữu mái tóc đen, dày, phần mắt hai mí khá to. Nếu lần trước nam diễn viên hài đi lưu diễn, Quỳnh Quỳnh một mình vượt cạn thì lần này anh chủ động ở bên cạnh, bình tĩnh để động viên vợ và cầm máy quay lưu giữ mọi kỷ niệm. Từ lúc cô bước vào phòng sinh cho đến khi con ra đời, từng giây phút của hai mẹ con đều được giữ lại rất cẩn thận. Khi chứng kiến mọi thứ, Lê Dương Bảo Lâm cảm thấy mình thương vợ nhiều hơn nữa. Được biết, Bảo Ngọc chỉ còn vài ngày nữa sẽ tròn 1 tháng tuổi và gia đình thực hiện nghi lễ đầy tháng cho bé. Hai vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm cũng đã quay trở lại với công việc. Nhiều người trầm trồ khi thấy sức khỏe của bà xã anh khá tốt, sinh nở nhưng chỉ khoảng 1 tuần đã bắt đầu bán hàng trở lại. Mọi hoạt động đều diễn ra bình thường như trước. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Thực sự vỡ òa, lần Quỳnh sinh bé đầu, Lâm bận đi công tác. Vậy nên đây có thể xem là lần đầu tiên Lâm được đồng hành cùng với Quỳnh trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Hạnh phúc vô cùng vì bé Bảo Ngọc đã chào đời khỏe mạnh và càng thương vợ nhiều hơn khi tận mắt thấy những vất vả của vợ sau ca mổ. Anh cho biết lúc đó mình chỉ biết cầu nguyện sao cho hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, chúng mình là Tin Tức Mới. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.